Kính chào quý vị khán giả, kính thưa quý vị và các bạn, luật giáo dục được ban hành năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009. Sau 10 năm thực thi, luật giáo dục đã bộc lộ một số hạn chế bất cập, trở thành những điểm nghẽn là nút thắt trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cũng chính vì thế mà thời gian qua, Quốc hội đã thảo luận lấy ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục. Vì sao cần phải ban hành luật giáo dục sửa đổi? Việc này sẽ góp phần đổi mới giáo dục ở nước ta như thế nào và những năm tiếp theo thì sẽ triển khai ra sao? Đây sẽ là những nội dung đáng chú ý được chúng tôi đề cập trong chương trình pháp luật cho mọi người kỳ này. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đã có mặt tại trường quay sẽ trao đổi với chúng ta nội dung vừa nêu. Trân trọng giới thiệu, ngồi bên cạnh Kim Huê là ông Đào Đức Trình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai. Vị khách mời thứ hai là bà Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trấn Biên, thành phố Biên Hòa. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta cùng trao đổi với các vị khách mời, thì xin mời quý khán giả cũng như là hai vị khách mời theo dõi những hình ảnh sau. Dự thảo luật giáo dục sửa đổi gồm 10 chương 121 điều, dự thảo luật sửa đổi bổ sung 36 điều, bổ sung 3 điều mới, bãi bỏ 10 điều. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo luật đã bao quát hầu hết vấn đề cần sửa đổi bổ sung. Dự thảo về cơ bản kế thừa cấu trúc còn phù hợp của luật giáo dục hiện hành, có sự sắp xếp của các chương mục điều phù hợp hơn với tính chất nội dung dự thảo luật. Một số chính sách mới đáng chú ý của dự thảo luật giáo dục sửa đổi liên quan đến nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giảng viên đại học, thạc sĩ, học phí học sinh sinh viên sư phạm, chế độ cử tuyển, chính sách không thu học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em học sinh diện phổ cập, nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm. Trong đó, các vấn đề nổi bật cần xin ý kiến các chuyên gia cũng như nhân dân, gồm quy định về triết lý giáo dục, về hướng nghiệp và phân luồng, chính sách cử tuyển, về đầu tư giáo dục, trách nhiệm của nhà nước, về học phí, về xã hội hóa giáo dục, trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, chính sách học phí sư phạm, phân công công tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được trao đổi với lại ông Đào Đức Trình. Thưa ông, vì sao chúng ta cần thiết phải ban hành luật giáo dục sửa đổi thưa ông? Có thể nói luật giáo dục được ban hành năm 2005 và sửa đổi 2009. Tính đến nay có thể nói là 14-15 năm từ khi ban hành và sửa đổi 10 năm. Do đó mà cái việc điều chỉnh sửa luật, đổi luật giáo dục đó là hết sức cần thiết. Nó đáp ứng với cái điều kiện phát triển của một cái nền giáo dục, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu cái đổi mới cách toàn diện theo nghị quyết Trung 29 của Ban chấp hành Trung ương. Và cũng như ta đã biết thì chính vì vậy mà dự thảo luật đã có những cái sửa đổi bổ sung ở 36 điều và đã 3 điều mới và bỏ đi 10 điều. Thì thông qua đấy thì cho thấy là cái việc điều chỉnh bổ sung có là hết sức là cấp bách và cần thiết. Và đặc biệt trong cái dự thảo luật này nó cũng đã bổ sung vào những cái quy định về cái đặc biệt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, nhà giáo trong cái việc nâng cao cái chất lượng giáo dục đào tạo, đạo đức cũng như học tập cho các em học sinh. Thưa ông, một trong những vấn đề được quan tâm ở dự thảo luật lần này đó là trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo. Hướng chỉnh sửa bổ sung đó là nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non lên cao đẳng sư phạm. Còn đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thì phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm. Theo hai vị khách mời thì cái việc lần này chúng ta dự thảo sửa đổi bổ sung nó có hợp lý hay chưa? Xin mời ông ạ. Theo quan điểm của tôi thì có thể nói cái việc mà điều chỉnh nâng chuẩn giáo viên trình độ chuẩn lên là điều cần thiết. Tuy nhiên chúng ta cũng phải xét cái thực trạng, cái tình hình đội ngũ giáo viên của Việt Nam với cái quy mô học sinh trên lớp hết sức đông. Do đó mà cái việc điều chỉnh ở đây thì theo tôi ấy, thì đối với mầm non, đối với tiểu học thì nên lên trình độ cao đẳng. Và trung học cơ sở thì lên đại học. Nó bởi các cái lý do, có thể nói là đặc biệt là đối với mầm non với tiểu học thì hiện nay cái các kiến thức, các cái kỹ năng để mà cần với cái trình độ đào tạo đại học
tôi nghĩ là nó cũng chưa cần thiết. Cái quan trọng vấn đề ở đây đối với cái nâng chuẩn đó là cái nội dung đào tạo, cái nội dung chương trình đào tạo của các cái cấp bậc lên đại học, lên cao đẳng như thế nào, có đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn của cái đối với mầm non, đối với tiểu học hay không. Vâng. Còn đối với bà Thanh Hà thì ý kiến mà về vấn đề nâng chuẩn giáo viên như thế nào? Về phía tôi thì tôi đồng quan điểm với lại thầy Trình. Với tôi thì trong cái điều kiện thực tiễn bây giờ, chúng ta nâng là điều cần thiết, nâng chuẩn về trình độ của giáo viên là điều cần thiết. Nhưng chúng ta phải tính theo cái có một cái lộ trình cụ thể. Và đối với giáo viên mầm non thì tôi cũng đồng quan điểm với thầy Trình là chúng ta không nhất thiết phải nâng lên với cái quy định là ở cái bằng đại học. Bởi vì mầm non thì chúng ta chỉ cần nâng lên là từ trung cấp lên đến cao đẳng. Lên cao đẳng. Còn ở cấp tiểu học? Ở cấp tiểu học thì chúng ta có thể là chúng ta cũng nâng lên ở cái mức là trình độ là đại học. Nhưng chúng ta phải có cái lộ trình, chúng ta phải tính toán cái lộ trình. Bởi vì nếu như chúng ta làm ào ạt một lúc thì nó sẽ rất là không có khả thi. Hiện nay thì không biết là ở sở mình có một cái con số thống kê nào, cái trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học đạt ở cái trình độ đại học là chiếm tỷ lệ được bao nhiêu chưa? Hiện nay thì chúng tôi chưa có cái thống kê đó. Nhưng tuy nhiên thì cái tỷ lệ đạt trên chuẩn của tiểu học, nghĩa là cái trình độ cao đẳng trở lên thì chiếm khoảng 80-90%. Còn chắc chắn cái đại học thì tỷ lệ không cao được. Bởi vì chủ yếu là các thầy cô cũng xác định, bởi vì trong cái chuẩn để cái vấn đề nâng lương rồi các vấn đề khác ấy, thì có đặt vấn đề nâng chuẩn thì đào tạo trung cấp lên cao đẳng, và cao đẳng thì nó ngay tại địa phương thì nó có thể phù hợp hơn. Vì chính vậy mà cái tỷ lệ trên chuẩn hiện nay của đối với tiểu học nơi trên chuẩn là cũng tương đối cao, nhưng lên đại học thì chúng tôi chưa thống kê. Tuy nhiên tỷ lệ này chắc chắn nó còn ở mức độ khiêm tốn. Còn đối với trung học cơ sở? Trung học cơ sở hiện nay thì chúng tôi thống kê được cũng trên 70%. Nhìn chung cái trung học cơ sở này thì nó cũng tiếp cận gần với trung học phổ thông. Do đó mà cái việc mà nâng chuẩn đối với trung học phổ thông lên đại học thì nó chắc chắn nó có nhiều thuận lợi hơn. Vâng, khả quan hơn. Hiện nay cái tình hình mà giáo viên đạt chuẩn ở Đồng Nai của mình đó, thì cái về cái mức đạt đó, thì nó cũng đã đạt cái trình độ so cái mặt bằng chung thì cũng đã cao hơn so với nhiều địa phương. Tuy nhiên ở cái dự thảo luật lần này thì đòi hỏi là phải nâng chuẩn hơn nữa để theo kịp với xu thế phát triển, đặc biệt là với các nước ở trong khu vực. Luật giáo dục quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo hiện nay là vẫn còn khá thấp so với cái khu vực và trên thế giới, và không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn. Song nếu như quy định này thì cả nước sẽ có nhiều trường sẽ không đạt. Đồng Nai mình là một trong những địa phương phát triển, vì vậy mà cái lực lượng đội ngũ giáo viên thì cũng phải đạt một cái chuẩn nào đó nhất định, nhưng mà còn nhiều ở địa phương khác, vùng sâu, vùng xa mà đòi hỏi nâng cái chuẩn này hết thì cũng rất là khó, đúng không ạ? Quy định này thì có... theo ông Trình và bà Hà thì như vậy thì liệu cái lộ trình đến bao lâu thì chúng ta có thể đạt được? Có thể nói là nếu mà cái dự thảo luật được thông qua thì chắc chắn là gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì hiện nay có thể nói là tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh mà có quy mô học sinh đông thứ tư, thứ năm của cả nước. Đấy, mà cái quy mô mình đông ở đây không phải vì đông cán bộ giáo viên nữa, mà cái đối với các cái trường ngoài công lập nó chiếm tỷ trọng tương đối cao. Ví dụ như mầm non thì chúng tôi thống kê được thì cái số giáo viên mà ngoài công lập hiện nay là chiếm khoảng 60%, trong khi riêng thành phố Biên Hòa là khoảng 80%. Mà những cái đối tượng này đi học để nâng chuẩn lên là một cái câu chuyện, là một bài toán. Vấn đề chủ đầu tư, người ta bỏ tiền ra, người ta hợp đồng với anh, anh phải về dạy cho người ta, bây giờ là vấn đề cho đi học hay như thế nào, rồi tiền đi học này ai chi trả các thứ. Đấy, còn riêng đối tượng với cái chỗ các cái trường công lập thì hiện nay có thể nói là cái giáo viên mầm non của cả nước chúng ta đang thiếu, có thể nói thiếu cách trầm trọng, riêng Đồng Nai cũng thiếu, tuyển không được. Đấy, tuyển không được thì tất nhiên có nhiều lý do, mà bây giờ mình nâng chuẩn lên nữa
thì rõ ràng là cái bài toán. Vậy thì cũng xoay quanh vấn đề nâng chuẩn hiện nay thì tôi cũng đã đặt vấn đề với Bộ Giáo dục, vậy là mai mốt thì rõ ràng là trên chuẩn của cái tiểu học, của trung học cơ sở là cái gì? Đúng không ạ? Mình không thể nào chuẩn ở đây thì mình đứng yên ở đây. Vậy thì có phải mai mốt là trên chuẩn của tiểu học là phải thạc sĩ? Đúng không ạ? Và chuyện này đào tạo thạc sĩ tôi thấy là cái là hơi khó. Chúng ta đặt đi nhưng vấn đề ngược trở lại phải đặt thêm với những các vấn đề khác. Thì do đó mà chính vì vậy mà quan điểm của tôi thì nên chăng trong dự thảo luật thì vấn đề là chỉ nâng chuẩn cho đối với mầm non, đối với tiểu học lên cao đẳng, còn trung học cơ sở thì lên đại học. Tôi vẫn đồng tình quan điểm, bởi vì ở đây là hiện nay học sinh trung học cơ sở của các em vấn đề tư duy, cái vấn đề tự nghiên cứu nó nhiều, do đó cần những người thầy được đào tạo một cái trình độ cao hơn hẳn. Đấy thì có như thế mới có thể đáp ứng được những vấn đề đặt ra từ học sinh, nhất là cái đổi mới theo phương pháp phát triển phẩm chất và năng lực. Đấy thì tôi nghĩ là như thế. Và chắc chắn rằng riêng Đồng Nai này nọ thực hiện cái chỗ này đối mầm non là khó, như tôi đặt vấn đề. Còn các tỉnh khác thì có thể làm cái tỷ lệ mầm non ngoài công lập ít, nhưng hiện nay mầm non của chúng ta là cái tỷ lệ nó quá cao, chiếm 60% ngoài công lập. Đối riêng Biên Hòa là 80% ngoài công lập. Đấy. Thì vấn đề bài toán, vấn đề đưa đi đào tạo, vấn đề kinh phí các thứ, và lộ trình tôi nghĩ là nó phải nhiều năm. Đấy, và cũng phải có chính sách miễn giảm cho những đối tượng mà lớn tuổi. Ví dụ như là nữ 55 50 tuổi thì chắc chắn là các cô có thầy chắc không thể nào học được. Đấy, rồi nam có thể cũng phải 55 trở đi, các thầy cô bảo còn vài năm nữa thì học cái gì, vân vân. Thì rõ ràng tuy nhiên có thể nói là cái việc nâng lên đây là cũng là cái nhu cầu tất yếu, nhưng chúng ta cũng phải tính toán làm sao cho nó phù hợp và đặc biệt là tính khả thi. Vậy thì sau 5 năm thì chúng ta sẽ nâng chuẩn được bao nhiêu, nâng để đạt chuẩn để bao nhiêu, để vấn đề. Tôi sợ rất rất nhiều vấn đề là chạy theo thành tích. Đó. Cái vấn đề quan trọng mà ngày như hôm nay chúng tôi đặt vấn đề là cái phát triển cái năng lực của cái thầy cô giáo nhiều hơn về cái trình độ này, trình độ đào tạo. Đấy. Đứng ở góc độ là cơ quan quản lý nhà nước thì ông Trình thì đã có những cái phân tích, cái lý giải những cái khó khăn khi mà chúng ta chạy theo cái chuẩn như dự thảo đưa ra. Còn đứng ở góc độ là một nhà giáo và hơn hết là một người phụ nữ, một người mẹ đi, thì bà Hà xem là đối với các giáo viên ở mầm non tiểu học, nếu mà đặt ra một cái chuẩn như vậy, liệu các cô có theo kịp hay không? Có theo được hay không? Bởi vì ở cái cấp học mầm non tiểu học á, ngoài cái trình độ, cái kỹ năng sư phạm thì những người mẹ giáo viên này họ còn cần có một cái tấm lòng nữa, đúng không ạ? Đúng rồi. Thực tế thì tôi thì công tác ở trường cấp 3, nhưng mà tôi rất là đồng cảm với các cô ở các cấp mầm non và tiểu học. Nếu như mà theo cái dự thảo luật này thì tôi rất là e ngại rằng là nó có khả thi hay không. Vì thực tế là các cô còn phải dành thời gian để lên lớp. Cho nên cái thời gian để các cô nâng chuẩn nó sẽ nằm ở đâu? Rất là khó. Và nói như thầy Trình thì nó còn liên quan đến rất nhiều vấn đề, như là về kinh phí, rồi về sự phối hợp, vân vân. Và với tôi cũng đồng quan điểm với Kim Huê, đó là với cái đối tượng mầm non thì chúng ta cần hơn những cái kỹ năng, những cái tấm lòng. Bởi vì thực tế là trung cấp hay là cao đẳng hay là đại học thì mình nghĩ nôm na đó là cái hình thức bên ngoài, còn cái cốt lõi nhất vẫn là cái phương pháp đào tạo, rồi phương pháp giảng dạy của quý thầy cô, mà nhất là với mầm non thì cái kỹ năng rất là cần. Bởi vì tuổi của các con là tuổi mà các con cần phải được chăm sóc về sức khỏe, rồi rèn luyện những kỹ năng rất là nhỏ, rất từ từ nhỏ. Và với tôi thì cái mầm non chính là cái nền tảng đầu tiên để cho các con phát triển ở những cái cấp học tiếp theo. Cho nên rất quan trọng. Và cái quan trọng ở đây chính là cái kỹ năng, cái là tấm lòng của thầy cô khi mà chăm chút cho các con. Thì nói như là Kim Huê đó. Thì tôi rất đồng ý với cái ý kiến đó. Và với một cái số lượng công việc rất là nhiều như vậy, bởi vì mầm non là quý thầy cô là phải cô chăm sóc từ sáng cho đến chiều. Cho nên là liệu là cái thời gian để mà nâng chuẩn nó có phù hợp hay là không? Tôi hình dung là rất khó khả thi. Nếu như mà nâng chuẩn cho giáo viên mầm non lên hệ cao đẳng. Và tôi rất đồng quan điểm với thầy Trình là với mầm non thì chúng ta cũng chỉ cần là dừng ở mức độ là cao đẳng thôi, chứ không cần phải là đại học.
Như lúc nãy thầy Trình có cho biết là ở Biên Hòa là có đến hơn 80% số giáo viên là không, giáo viên mầm non là không đạt chuẩn ở cái hệ ngoài công lập, có đúng không ạ? Và cái số này thì mình quản lý rất là khó, mà để họ đạt một cái chuẩn nhất định thì càng khó hơn. Vậy thì cái lộ trình và cái cách mình giải quyết như thế nào? Hiện nay có thể nói là riêng đối mầm non thì chúng tôi thấy là cái số liệu trên chuẩn là không có mấy. Chủ yếu là vừa chuẩn thôi, đạt cái chuẩn, lấy trình độ trung cấp thôi. Còn các cái tỷ lệ mầm non công lập ấy, thì nó ngoài chuẩn, trên chuẩn nhiều. Nên do đó mà chính vì vậy mà cái lộ trình để giải quyết cái bài toán nếu dự thảo được thông qua thì đấy là một vấn đề khó khăn cho ngành giáo dục Đồng Nai nói riêng và tất cả các địa phương khác, nhất là cái ngoài công lập. Vậy thì tất nhiên thì chúng ta cũng phải có cách thôi. Rõ ràng thì phải sự quan tâm của nhà nước, nhất là cái đầu tư kinh phí. Rồi cái thứ hai là đối với tỉnh ta thì lại được đặc biệt là cái khoa sư phạm của trường Đại học Đồng Nai thì hiện nay thì cũng có đủ lực, hoặc là có thể thêm một số các cái trường khác để chúng ta làm. Nghĩa là chúng ta phải tạo điều kiện tối đa cho các thầy cô. Cụ thể ra là những cái, ví dụ các thầy cô đi đi học thì phải được cái, một là cái học phí, cái chế độ chính sách, thậm chí phải được miễn giảm tiết. Và khi đó thì nó lại phát sinh một cái kinh phí khá lớn, không phải riêng mầm non mà các ngành học khác nữa. Đấy, do đó mà có thể nói cái lộ trình, cái bài toán này thì chắc chắn là khi triển khai thì ngành giáo dục cũng phải thống kê, sắp xếp bố trí. Đầu tiên là phải ưu tiên những anh em nào mà hăng hái đi trước để làm cái tiên phong. Đúng không ạ? Còn bây giờ là còn những anh em có những cái điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, đấy, vân vân thì nọ thứ, rồi áp lực của cái việc dạy học này nọ thứ. Ví dụ Biên Hòa bây giờ đấy, các cái lớp tiểu học bây giờ là 50, 55. Thì vấn đề bây giờ một cô mà nghỉ dạy thì như thế nào? Coi thử. Do đó cũng cái thời gian bố trí cái học tập này nó cũng cần phải được xem xét một cách là thấu đáo, để làm sao là khi học, đặc biệt là cái chương trình đào tạo, tôi nghĩ ở đây, chứ hiện nay có thể nói mình cũng không dám nói hoàn toàn, nhưng rõ ràng cái cập nhật cái chương trình đào tạo của các trường đại học với cái tình hình thực tế, với cái đổi mới hiện nay thì nó ở đâu đó có cái nhiều khi nó cũng chưa được sát với thực tế lắm. Thì chính vì vậy mà sau khi học xong thì các thầy cô cảm thấy cũng không thấy cái gì mà thấy là trưởng thành lên. Đấy, do đó mà chúng tôi mới nói là cái vai trò của các cái trường sư phạm, các cái khoa sư phạm của các cái trường, đặc biệt là trường Đại học Đồng Nai sắp tới thì cần phải được giao cái trách nhiệm cụ thể của ủy ban tỉnh. Nói anh đây là phải trách nhiệm. Đấy, nó phù hợp với từng cái cấp lớp. Và chính có như thế thì sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao, nâng chuẩn lên thì anh em vững tin, tự tin. Và từ cái đó thì các anh em có thể có cái năng lực phát triển được tốt. Chứ không còn là cái bằng cấp thì chúng ta cao, nhưng thực sự năng lực thì nó còn là cái mức độ chưa tương xứng. Còn thêm một cái vấn đề mình băn khoăn. Hiện những giáo viên mầm non tiểu học mà chưa đạt chuẩn thì bây giờ nếu mà cái dự thảo luật này khi mà được Quốc hội thông qua và ban hành thì chắc chắn là mình sẽ phải thực thi thôi. Khó khăn thì nhiều nhưng mà cũng vẫn phải thực hiện và có cái lộ trình. Số giáo viên chưa chuẩn thì phải nâng chuẩn dần dần. Nhưng song song đó thì cái đào tạo của mình hiện nay đã, mình phải chuẩn hóa số giáo viên mà chưa chuẩn, thì những giáo viên chuẩn bị ra trường phải đạt chuẩn. Đúng không ạ? Đúng rồi. Đó. Thì nó phải lại thêm một cái khó khăn đó nữa. Vậy thì liệu số những sinh viên mà chọn cái ngành học mầm non hay là tiểu học, liệu họ có hoàn thành cái chương trình đó để mà họ ra trường, họ đáp ứng hay không? Theo thầy Trình thì như thế nào? Có thể nói thì từ vấn đề đặt ra này, thì ngay từ bây giờ tôi nghĩ các cái trường có cái khoa sư phạm, chúng ta phải bắt tay ngay vào cái nghiên cứu để có cái chương trình, có cái tài liệu để mà cái tổ chức cái bồi dưỡng này.
Chứ nếu khi luật thì bây giờ sau khi ban hành rồi mà bắt đầu các giả sử năm 2020 mình triển khai đấy thì chúng ta sẽ hụt hẫng. Bởi vì bây giờ nơi nào để đủ điều kiện để tổ chức đào tạo bồi dưỡng đấy, do đó có thể nói cái vai trò của Bộ trưởng Bộ Giáo dục lúc này là quan trọng. Anh phải định hướng ngay cho các cái trường sư phạm đầu, ví dụ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội phải nghiên cứu ra một cái đề tài để cái nội dung đào tạo bồi dưỡng này để có cái thống nhất và những nội dung này nó phải bám sát với cái chương trình đổi mới sách giáo khoa tới. Đấy, đào tạo các em, các thầy cô làm sao cách toàn diện khi ra trường là không phải đào tạo bồi dưỡng cả. Cả tiếng Anh, cả tin học này nọ mọi thứ. Thì vừa rồi tôi làm việc với Đại học Đồng Nai thì Đại học Đồng Nai đã cũng thống nhất với tôi là khóa sau chúng tôi học sinh của Đồng Nai ra trường sẽ bảo đảm cái chuẩn nghề nghiệp. Ví dụ tiếng Anh là B1, B2 thì đó ra không phải thi cả. Chứ còn hiện nay là từ năm ngoái năm nay chúng ta khi là được đào tạo thế nhưng ra đây vẫn phải chưa có cái gì cả, không chuẩn. Nói là đào tạo không chuẩn. Mà trong khi quy định chuẩn là có rồi, đề nghị là giáo viên phải đạt tiểu học, phải đạt chuẩn cái gì, mầm non đạt chuẩn gì, trung học cơ sở cái gì. Thì đây là một cái nghịch lý. Nhưng đúng ra là trách nhiệm của các cái trường đại học là phải thấy chuyện đó và chủ động. Nhưng vừa rồi sau khi chúng tôi tuyển vào thì chúng tôi thấy thôi chết rồi. Thì chính vì vậy mà chúng tôi đã làm việc với trường Đại học Đồng Nai vừa qua để các đồng chí chủ động ở trong nhà trường, các đồng chí yêu cầu các em học sinh phải học để tổ chức thi và khi ra trường nó phải đầy đủ các cái chứng chỉ quy định trong cái chuẩn nghề nghiệp quy định của Bộ. Luật thì bây giờ là mình là đang là sửa đổi để mà thực thi, còn trong khi các trường hình như là vẫn chưa theo kịp với cái phương án cũng như cái lộ trình này, nó vẫn còn chậm một bước. Đúng rồi. Nếu mà chậm như vậy thì sẽ gây khó khăn như thế nào cho các trường có các cái giáo viên mà chưa đạt chuẩn? Bà có thể chia sẻ được không ạ? Thực ra thì nếu như mà vậy thì rất khó khăn cho các trường mà có giáo viên chưa đạt chuẩn. Bởi vì nó sẽ liên quan đến, nếu như mà cho giáo viên đi đào tạo thì nó sẽ liên quan đến cái thời gian. Đi đào tạo thì ai sẽ là người dạy thay cho các giáo viên đó. Rồi từ cái việc dạy thay nó kéo theo cái kinh phí hỗ trợ như thế nào. Và như tôi vừa chia sẻ thì riêng đối với giáo viên mầm non thì là các cô là phải dạy cả ngày. Cho nên rất khó có được 3 tháng hè, nhưng mà hầu như mầm non thì 3 tháng hè là phụ huynh cũng có cái nhu cầu là gửi con. Cho nên không biết thời gian nào để sắp xếp cho các cô, các thầy đi đào tạo cho đạt chuẩn. Đó là một cái mà tôi băn khoăn. Còn thêm một cái mà tôi cũng băn khoăn, nó liên quan đến cái chuyện đó là theo như cái thông tư 17 mà các cái tiêu chí mà đánh giá về trường chuẩn quốc gia. Thì theo như vậy thì trong cái thông tư 17 có một cái quy định đó là 100% giáo viên phải đạt chuẩn khi mà xét công nhận trường chuẩn quốc gia. Mà cái việc mà công nhận trường chuẩn quốc gia cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cũng đang rất là gặp nhiều cái khó khăn trong cái giai đoạn này. Vậy thì nếu như 100% phải đạt chuẩn thì mới đủ tiêu chí để mà đạt chuẩn quốc gia thì cũng rất là khó. Nếu như mà yêu cầu 100% thầy cô trong cái trường đó đạt theo như cái quy định mới của luật giáo dục sửa đổi thì rất là khó, rất là không khó khả thi để mà thực hiện. Thì tôi cũng băn khoăn về cái chuyện đó. Như vậy nếu như mà thực thi thì sẽ ít nhiều sẽ gây xáo trộn trong xáo trộn trong cái điểm trường đó. Và chắc chắn là Sở Giáo dục và nếu như có cái tình trạng này mình cũng phải dự phòng liệu trước cái tình huống nó xảy ra, có đúng không ạ? Vậy thì làm sao để mình có thể vừa đạt chuẩn, nâng chuẩn cho giáo viên mà vừa ổn định tâm lý cho cả phụ huynh, cả học sinh? Thực sự cái bài toán này khi Kiều Huệ đặt vấn đề thì với cái tư cách là lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo Đồng Nai thì chúng tôi thấy là cả một cái bài toán giống như ma trận. Bởi vì nó không phải là cái việc nâng giáo viên trên chuẩn nữa. Đấy, một cách bình thường để cho anh đi học. Bởi vì nếu điều kiện về hiện nay là cái tỷ lệ chuẩn của các cái trường mầm non, các trường tiểu học, trung học cơ sở là khá cao. Đấy. Mà bây giờ là đây là một trong, nếu không sửa đổi, bởi vì chắc chắn là các anh phải sửa đổi cái thông tư, những cái quy định khác. Đấy, để làm sao nó phù hợp sửa đổi với luật giáo dục. Đấy là cái câu chuyện. Mà giả sử bây giờ là trong khi chờ đợi mà điều chỉnh sửa đổi, rõ ràng cái câu chuyện mà công nhận trường chuẩn thì chúng ta vẫn tiếp tục phải diễn ra. Do đó thì không ai hơn hết, thì trách nhiệm của các cái trường học, các cơ sở giáo dục là phải động viên tinh thần, phân tích, thuyết phục để các thầy cô đi học.
Đầu tiên là ưu tiên những anh em tinh thần trẻ trung này nọ sôi nổi, anh em đi học. Và tất nhiên trong cái tính toán cái công nhận trường chuẩn, chúng tôi đầu tiên chúng tôi cũng sẽ có căn cứ và của bộ hướng dẫn. Có thể nói những đơn vị mà đã có thầy cô đi học cũng tạm xếp là cái đó đã chuẩn. Đấy, tạm xếp thôi chứ còn cũng không này không không xếp được, bởi vì còn thi cử xong là có học xong có ra trường hay không nữa. Đấy, do đó cái vấn đề này nó vấn đề là cái câu chuyện, và tất nhiên những cái khó khăn chúng tôi cũng sẽ báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để có cái xin ý kiến để mà triển khai. Và cái trở ngại cản trở khó khăn thì chắc chắn là nhiều. Lúc đó tôi nghĩ là Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai cũng phải cùng với chúng tôi tiếp tục phải tổ chức tuyên truyền thuyết phục anh em thôi. Bởi vì luật Quốc hội thì thông qua, và tôi nghĩ là chỗ tỷ lệ thông qua thì chắc nhiều hơn. Đấy, và mình thấy rằng là cái khả năng cái luật thông qua này là nhiều. Do đó thì chắc sau cái buổi này thì chúng tôi cũng sẽ họp ban giám đốc, cũng có bàn bạc để có những cái lộ trình kế hoạch với các cái đơn vị liên quan, ví dụ như báo cáo Ủy ban tỉnh đề nghị chỗ trường Đại học Đồng Nai, rồi các cơ quan liên quan này nọ mọi thứ để mà hỗ trợ thì tạo điều kiện tốt nhất cho cái việc khi mà luật được thông qua triển khai như nào. Khi mà luật được thông qua thì Kim Huê nghĩ rằng hơn ai hết ngành giáo dục là cái đơn vị là mừng, nhưng mà lo cái trách nhiệm rất là nặng nề. Và cái mừng, đối tượng mừng thứ hai là phụ huynh. Khi mà phụ huynh nghe là các giáo viên bây giờ là đạt chuẩn, nâng chuẩn, trường nào cũng nâng chuẩn giáo viên lên hết, thì phụ huynh rất là mừng. Nhưng mà vô tình thì đây lại là một cái áp lực lớn hơn nữa cho cái cơ sở đó. Ví dụ như là cái cơ sở trường học đó lâu nay có một vài cái vấn đề gì đó, mà bây giờ đưa giáo viên đi đạt chuẩn rồi, bây giờ là giáo viên là trên chuẩn hết rồi. Nhưng vậy thì cái trên chuẩn đó nó có khác gì so với trước đây hay không? Đó lại là một cái câu chuyện nữa. Đó. Tuy nhiên, nói gì thì nói, thì khi mà luật được Quốc hội thông qua thì tất cả đều được hưởng lợi, và đặc biệt là con em chúng ta và xã hội đều mong chờ vô cái sự thay đổi tích cực này. Như vậy thì sẽ nâng chuẩn, và cái ngành giáo dục đào tạo của chúng ta thì sẽ có thêm một cái bước tiến mới. Thưa quý vị và các bạn, chuyển sang một cái nội dung khác cũng liên quan đến luật giáo dục sửa đổi. Ông cha ta có câu là tiên học lễ hậu học văn, cho thấy cái điều này quan trọng nhất của giáo dục từ xưa đến nay chính là tạo ra những công dân có đạo đức, có hiếu nghĩa, lễ phép. Thế nhưng đáng lo ngại hiện nay là một bộ phận không nhỏ học sinh lại có lối sống không lành mạnh, đạo đức xuống cấp. Luật giáo dục sửa đổi nên đề ra các quy định cụ thể như thế nào để khắc phục tình trạng này? Và trước khi chúng ta tiếp tục trò chuyện với hai vị khách mời thì xin mời quý khán giả theo dõi đoạn clip sau. Thời gian gần đây, vụ việc một nữ sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên bị nhóm nam nữ sinh lột quần áo đánh đập và quay phim, phải nhập viện khiến dư luận lên án. Sự việc ở Hưng Yên chưa lắng xuống, lại đến một số nữ sinh ở Nghệ An bắt bạn phải quỳ và đánh bạn. Đáng lên án hơn cả là nhiều học sinh vừa đánh bạn vừa lột đồ bạn rồi quay clip tung lên mạng để làm nhục. Những hình ảnh trên khiến mọi người bất bình về mức độ thủ đoạn của một số học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tất nhiên nhà trường hay gia đình không dạy các em làm những hành động như vậy, song có lẽ vấn đề cốt lõi là biện pháp giáo dục, quản lý của cả gia đình, nhà trường đang có vấn đề. Cùng với đó là những ảnh hưởng từ mặt trái của mạng Internet đã tiêm nhiễm vào các em những thói hư tật xấu. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói là cái câu chuyện này hết sức là đau lòng. Khi thời gian vừa qua đã lan tràn ở trên mạng và các phương tiện truyền thông cũng đã đưa rất là nhiều xung quanh cái câu chuyện này, nhiều người bày tỏ cái ý kiến là phẫn nộ. Và không chỉ riêng một cái câu chuyện đó thôi, mà gần đây thì có nhiều câu chuyện khác bạo lực học đường cũng đã xảy ra. Vậy thì hai vị khách mời có ý kiến gì về xung quanh học sinh là có nhiều cái đạo đức dạo này là xuống cấp nhiều như vậy, mà sẵn sàng ra tay với bạn bè một cách là quá là tàn nhẫn như thế? Trước hết xin mời cô Hà. Có thể nói thì nếu như chúng ta theo dõi báo đài thì gần đây là cái hiện tượng bạo lực học đường nó trở thành một cái vấn đề rất là nóng.
Với hai cái hình ảnh mà trên video clip chúng ta vừa được xem, thì về phía tôi thì đúng thật nói như Kim Huê, rất là đau lòng và rất là xót xa khi mà nhìn thấy cả một em học sinh nữ lại bị bạn đối xử như vậy. Thì trước tiên là chúng ta cũng nhìn nhận ở về cái góc độ nhà trường, về góc độ giáo dục. Thì ở đây chúng ta không phân tích là lỗi tại ai. Cái giáo dục này là nó là trách nhiệm của gia đình, của nhà trường, của xã hội. Nhưng mà về góc độ của nhà trường, về góc độ giáo dục thì tôi thấy rằng là trước tiên là nó ở cái tập thể sư phạm nhà trường. Kế tiếp đó thì giáo viên bộ môn, rồi các cái tổ chức đoàn đội ở trong trường, và đặc biệt đó là giáo viên chủ nhiệm của các em. Có thể là chúng ta chưa được thật sự là sâu sát lắm với học sinh, chưa nắm bắt được cái tâm tư tình cảm của các em một cách kịp thời. Hoặc là chúng ta chưa có những cái tổ chức hoạt động đoàn thật là hấp dẫn, thật là phong phú cho học sinh để mà lôi kéo học sinh. Hoặc là trong cái công tác tuyên truyền giáo dục của chúng ta thì chúng ta cũng làm, ở đâu đấy thì chúng ta cũng làm chưa hết cái bộ phận của mình. Cái thứ hai mà tôi cần nói đến ở đây đó là về phía gia đình. Thì chúng ta biết rằng là gia đình là cái tế bào của xã hội. Và với tôi thì gia đình chính là cái ngôi trường đầu tiên của các em học sinh. Thực tế cho thấy rằng là một ngày thì các em ở trường chỉ khoảng 4 tiếng đồng hồ thôi. Nếu như mà các em học ở các trường mà gọi như là bán trú thì các em sẽ học ở lại trường 8 tiếng. Còn tất cả thời gian còn lại là các em ở nhà. Vậy thì gia đình có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc giáo dục và hình thành nhân cách của học sinh. Khi mà các em đến trường, thầy cô, có thể là thầy cô trong những cái giờ dạy đạo đức, trong những cái hoạt động ngoại khóa, thầy cô dạy cho các em những điều hay là phải, dạy cho các em nắm được pháp luật, hiểu được những cái gì là đúng đắn. Nhưng mà khi mà các em về nhà, có thể là các em sẽ thấy những cái mà các em nó trái với những gì mà thầy cô đã dạy cho các em. Hoặc là đặc biệt là trong cái thời buổi này thì các em thiếu đi cái sự quan tâm của gia đình. Ví dụ cha mẹ là lo đi làm kinh tế, có thể là từ sáng đến tối mới về. Khi về thì con đã ngủ rồi, không có thời gian để mà tâm sự với con, để mà cùng ngồi, cùng lắng nghe, cùng trò chuyện, để hiểu được tâm tư con cái mình như thế nào. Mà cái này thì rất là quan trọng trong cái việc hình thành nhân cách của các em. Bởi vì là 1.000 bài học đi chăng nữa thì cũng không bằng cái chuyện mà các em nhìn thấy những cái sự việc xảy ra. Hoặc là chúng ta thấy là khi mà ra đường, ra xã hội đi, thì có thể có những cái nó tác động đến, những cái mà tiêu cực tác động đến các em. Cho nên là các em sẽ có những cái suy nghĩ, có những cái hành động nó lệch lạc. Còn với thầy Trình thì như thế nào? Tôi hoàn toàn nhất trí cái nhận định, cái đánh giá của cô Hà, hiệu trưởng trường trung học Trần Biên, với tư cách là người đứng đầu của cơ sở giáo dục có học sinh đông, đóng trên địa bàn thành phố, và đã thấy môi trường cũng hết sức là phức tạp. Và có thể nói thì ở đây cái sự việc xảy ra có thể nói không riêng gì ai. Đối với người làm giáo dục, đối với những người làm cha làm mẹ thì có thể nói hết sức là đau lòng. Đau lòng không thể tả được. Vậy thì vấn đề cái hiện nay cái câu chuyện đó thì cái tìm ra cái nguyên nhân ở đâu? Thì tôi nghĩ nó có nguyên nhân, chứ mình không phải là không có nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên thì tôi nói là trước tiên là cái vai trò của nhà trường. Như cô Hạ đã phân tích rồi, ở đây thì cái đặc biệt là cái vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp. Nên do đó mà chính vì vậy mà trong cái tính tiết, tính giờ giáo viên chủ nhiệm đã cho thêm 3 tiết. Nhưng tôi nghĩ với cái số tiết đó là chưa đủ. Nếu công sức của giáo viên chủ nhiệm là làm đúng người, đúng việc, đúng bước. Đấy. Do đó mà nếu cái giáo viên, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm này chúng ta sát với học sinh hơn, tận tâm hơn, gần gũi hơn. Sáng chúng ta đến một tí đầu giờ, chiều chúng ta cuối buổi chúng ta ghé một tí. Thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ nắm bắt được các cái biểu hiện. Và tôi cũng đồng ý với chú cô Hà, cái giáo viên bộ môn. Bởi tại sao là trong quá trình cái giảng dạy của chúng ta sẽ quan sát cái trên cái khuôn mặt của các em. Các em buồn, các em vui. Khi em buồn cái thì mình cũng có thể nào hỏi, hoặc là có thể là thông qua lớp trưởng đề nghị hay là cô giáo chủ nhiệm. Bởi vì mọi cái sự việc nó đều có cái tiềm năng, cái ẩn náu trước khi xảy ra. Chứ không bao giờ không có cả. Bên cạnh đó là vai trò của hoạt động đoàn đội.
đối với tiểu học, đối với trung học cơ sở là vai trò của tổng phụ trách, còn đối trung học phổ thông là đối với bí thư đoàn trường, hội thanh niên vân vân. Thì do đó tôi nghĩ là ở những trường mà có những sự việc xảy ra, tôi nghĩ sau xảy ra thì ban giám hiệu thì tất cả các thầy cô cũng chắc cũng đau lòng lắm, và chắc cũng sẽ suy nghĩ nếu mà mình quyết liệt hơn, mình sát sao hơn thì tôi nghĩ cái sự việc nó không xảy ra. Đấy, tất nhiên nói như thế chúng ta ở đây không đổ lỗi cho hoàn toàn nhà trường, nhưng tôi muốn nói là cái vai trò của nhà trường ở đây chúng ta làm ở đâu đó chúng ta chưa hết trọn trách nhiệm. Đấy, biết rằng là cái cuộc sống của thầy cô cũng còn nhiều khó khăn, cũng phải bươn chải để rồi với cái cuộc sống nữa, chứ không phải là giờ đủ lương để cho dạy suốt ngày với nhà trường đâu. Vấn đề thứ hai mà như cô Hà đã phân tích đó là cái vai trò của nhà trường. Đấy, do đó rõ ràng nếu mà hàng ngày làm cha làm mẹ gặp gỡ các con được một tí, đấy, không nhiều đâu, nhưng cố gắng là phải gặp gỡ được để hỏi thăm tình hình ở trường có vấn đề gì không, rồi bạn bè thế nào, ai là bạn thân, ai là gì đó vân vân. Tôi nghĩ dành 15-20 phút thôi, nhưng bây giờ có hoàn toàn ai, tất cả gia đình nào cũng hỏi thăm được thế đâu. Chưa nói cái những cái sự việc xảy ra ở đây thì nó là cái, những cái đối tượng gia đình mà có thể là vợ chồng không thuận hòa, rồi vấn đề làm ăn kinh tế thất bát thế này kia, rồi gia đình có những cái hoạn nạn, có những cái này cái nọ vân vân. Đấy, thì tôi nói nghĩ là cái vai trò của nhà trường, của gia đình ở đây cần vấn đề nặng đặt nặng. Còn vấn đề xã hội thì cái chuyện này là cái tất yếu thôi. Cả một cái xã hội mênh mông như thế, mình không thể nào trông mong được mọi thứ đều như trong mơ được cả. Nhưng vấn đề nếu mình dạy con mình tốt, mình hướng dẫn học trò, tất nhiên là cô không bao giờ là dạy các con là làm bậy làm bạ đâu. Nhưng cô đôi khi các con dạy thì dạy điều hay lẽ phải, nhưng ra đường người nọ lúc quên mất lời cô rồi, người nọ thứ vân vân. Thì do đó mà tôi nghĩ ở đây thì chúng ta cũng cần phải bổ sẻ, và đặc biệt thì trong cái chỉ đạo của sở chúng tôi cũng đã đưa những cái câu chuyện xảy ra ở đây trên cái trang báo thông tin điện tử để về tất cả các trường là kể cái câu chuyện này, rồi thông qua cái sự việc xảy ra này để mà có cái cảnh báo đối với nhà trường ta. Đấy, đôi khi nhà trường ta là chưa xảy ra đâu, chứ không phải không xảy ra. Đây, thì do đó mà có thể nói nhân tiện hôm nay thì chúng tôi cũng đề nghị các thầy các cô, nhất là người đứng đầu ở các cơ sở giáo dục đào tạo, chúng ta cần có những cái giải pháp cần quan tâm sâu sắc hơn. Vâng. Kính thưa quý vị khán giả, qua chia sẻ của hai vị khách mời thì chúng ta thấy rõ ràng là cái câu chuyện đau lòng vừa rồi được mổ xẻ rất là nhiều. Tự trung lại, các em đang ở cái lứa tuổi dậy thì, mà cái lứa tuổi là khó bảo và rất là dễ nổi loạn, thì hơn ai hết cái lứa tuổi này là cần phải được cái sự quan tâm sâu sát của gia đình và nhà trường. Vì sao cái câu chuyện này là được dư luận xã hội quan tâm? Bởi vì nó xảy ra ngay trong trường. Nếu như xảy ra ở bên ngoài thì chắc là mức độ cũng không đến nổi, còn đằng này là xảy ra ngay trong lớp học, ngay cái cơ sở giáo dục đó luôn. Mà cái dấu hiệu để mà cho đến cái cảnh đau lòng đó thì trước đó đã có cái dấu hiệu rồi, nhưng mà do là nhà trường rồi giáo viên chưa sâu sát các em cho nên là mới dẫn đến cái việc này. Và đây cũng là một cái lời cảnh báo chung cho tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước luôn, kể cả những nơi chưa xảy ra. Nói như thầy Trình, chưa xảy ra chứ không có nghĩa rằng là không xảy ra, đâu đó cũng có khi có tiềm ẩn nguy cơ rồi đó. Bởi vậy thông qua cái câu chuyện này thì đưa đến một cái lời cảnh báo là nhà trường và phía phụ huynh quan tâm đến các em nhiều hơn nữa, đặc biệt là ở cái lứa tuổi các em đang dậy thì như thế này, có những cái biểu hiện lệch lạc, có những cái suy nghĩ lệch lạc thì mình phải uống nắng ngay. Vậy thì liên quan đến cái luật giáo dục sửa đổi kỳ này, theo hai vị khách mời có nên đưa vào những cái hành vi bạo lực học đường trong cái dự luật sửa đổi hay không? Thưa thầy Trịnh. Theo quan điểm của tôi thì có thể nói hiện nay đất nước ta thì đang trong cái thời kỳ kinh tế hội nhập phát triển, đặc biệt là thời kỳ phát triển kinh tế số.
Do đó mà có thể nói là cái giao lưu, cái phát triển, cái hợp tác đối với các nước xã hội, đối với các nước hiện nay nói là nó không biên giới. Chính vì vậy mà cái việc các cái hiện tượng bạo lực học đường vừa qua đây là cũng là một cái cảnh báo. Có thể nói chính phủ rồi Bộ Giáo dục cũng đã có nhiều thông tư, nhiều nghị định. Song những cái thông tư nghị định tôi nói là cũng chưa đủ sức răn đe. Do đó chúng tôi cũng kiến nghị nên chăng đưa vào những cái nội dung khung về cái bạo lực học đường. Đấy, thậm chí là bổ sung thêm về cái việc chống đuối nước nữa. Hiện nay hai cái vấn đề này nó đang xảy ra hàng ngày của chúng ta. Do vậy mà từ cái nội dung khung này nó thể hiện cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và trách nhiệm không phải của ngành giáo dục đào tạo nữa mà trách nhiệm của cả chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể nhân dân để cùng với ngành giáo dục đào tạo để chúng ta hạn chế mức độ thấp nhất về bạo lực học đường cũng như là cái chống đuối nước đối trong các cái đối với học sinh hiện nay. Bởi vì như tại sao tôi đặt vấn đề chống đuối nước thì cái đặc điểm của Việt Nam chúng ta là cái sông suối nhiều. Đấy, và sông suối nhiều thì rõ ràng cũng dễ xảy ra các cái hiện tượng là các cái đuối nước. Mà hiện nay chúng ta đưa cái môn bơi nó chỉ là cái hoạt động ngoại khóa. Do đó mà chính vì vậy mà có thể nói cái sự tác động của nó chưa đủ mạnh, dẫn đến là hàng ngày hàng giờ chúng ta có những cái hiện tượng chết đuối đáng thương xảy ra. Vâng. Được biết là trong dự thảo bổ sung trách nhiệm của gia đình phối hợp với nhà trường, nhà giáo trong việc giáo dục học sinh, theo cô Hà thì với những quy định này có vai trò quan trọng như thế nào trong việc giáo dục các em học sinh ạ? Nó có một cái vai trò rất là quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta bổ sung như vậy thì chúng ta sẽ phân định rõ cái trách nhiệm của gia đình, phân định rõ trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục cái đạo đức cho học sinh. Và nó càng thực ra thì cái việc phối hợp gia đình và nhà trường thì đó là một cái mà chúng ta đã nói từ trước đến nay rồi. Chẳng qua là cái mức độ phối hợp như thế nào, hiệu quả hay là không, thì cái đó là chúng ta cần phải bàn kỹ hơn. Và theo như cá nhân tôi thì cái việc phối hợp giữa gia đình với nhà trường là trong cái việc mà giáo dục đạo đức học sinh là một cái vấn đề rất là quan trọng. Chúng ta phải thật sự là chú ý để chúng ta làm sao cho cái việc phối hợp này nó đạt được cái hiệu quả cao nhất trong cái việc mà giáo dục đạo đức cho các em. Vâng. Cũng liên quan đến chính sách thì khi được lấy ý kiến, nhiều chuyên gia đóng góp cho rằng hiện nay lương nhà giáo thì rất là thấp và không đủ sống. Vì vậy cần phải đưa vấn đề ưu tiên xếp thang bậc lương và phụ cấp đặc biệt cho nhà giáo vào trong luật. Thưa ông Trình, cái điều này có cần thiết hay không? Theo tôi thì cái việc này là hết sức cần thiết trong cái giai đoạn tới. Bởi vì hiện nay có thể nói là cũng như ngoài cái chất lượng giáo dục đào tạo ra thì nó còn vấn đề giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho các em. Do vậy mà có thể nói các cụ xưa có câu là có thực mới vực được đạo. Và cái câu này hiện nay thì nó vẫn đúng còn nguyên giá trị của nó. Do đó nếu mà chúng ta có cái cơ chế thang bậc lương thì chúng ta có thể nói cái thu hút được các em học sinh giỏi, tài năng, đạo đức vào cái ngành sư phạm. Và khi chúng ta có người thầy tốt, tôi nghĩ là có những học trò tốt. Và khi người ta không phải lo cơm áo gạo tiền thì tất cả tâm sức trí lực người ta ở với nhà trường chúng ta và không phải lo gì cả. Kính thưa quý vị khán giả, có thể nói việc ban hành luật giáo dục sửa đổi là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo ra cơ chế phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Dự thảo luật giáo dục vẫn đang tiếp tục được xem xét góp ý và dự kiến sẽ được thông qua vào kỳ họp thứ 7 của Quốc hội tới đây. Hy vọng từ những ý kiến đóng góp của các chuyên gia thì dự thảo luật giáo dục sửa đổi sẽ hoàn thiện hơn nữa, góp phần vào việc xây dựng hành lang pháp lý phù hợp cho công cuộc đổi mới giáo dục nước ta trong những năm tiếp theo. Và chúng tôi hết sức cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay và trao đổi với chúng ta xung quanh một số cái góp ý cho dự thảo luật giáo dục. Và hy vọng với những cái tình hình thực tế của địa phương hiện nay cũng là một cái tiếng nói để góp phần
đổi mới toàn diện luật giáo dục để cho chúng ta có một cái hành lang pháp lý nó hoàn thiện hơn nữa, giúp cho giáo dục của chúng ta ngày càng đổi mới. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay không đủ thời lượng để chuyển tải hết những cái ý kiến xung quanh luật giáo dục sửa đổi, chỉ hy vọng là đóng góp một phần nhỏ ý kiến thôi. Rất mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.